Rồi, hai kim loại đó cùng bản chất nha. Thì mình đặt là chữ A đi, tác dụng với H2O ra AOH, A hóa trị 1, OH hóa trị 1, cộng khí hydro bay lên hệ số 1 phần 2. Có số mol khí chưa? 0.1 bắn nhân 1 chia cho 1 phần 2 ra 0.2. Cứ bấm máy tính nha. Đây 0.2, đây 0.2, chốt chưa? Nó kêu tính khối lượng gì? Khối lượng chất rắn thu hoạch được là thằng này nè. Chốt chưa? Khối lượng này có chưa? Nhiều. 6.2. Số mol này có chưa? Tính được khối lượng không? Là lấy số mol nhân cho máy. Hiro là 1 á, nhân cho máy. 2, lấy 0.2 nhân 0.1 nhân 2 đi. Đó, tiếp. Thằng này số mol có chưa? Là 0.2 nhân Hiro là 1, oxy là 16 ra nhiêu? 18. Vậy muốn tính khối lượng thằng này đúng không? Thì áp dụng định luật gì? Bảo toàn khối lượng 6.2 cộng 0.2 nhân 18 bằng m cộng 0.1 nhân 2. Bấm máy tính shift son ra m, kịp chưa?